Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video mới này của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cảm nhận của mình sau khóa học thần tốc khóa 3 của Học viện Online, Học viện Kiếm Tiền Online do thầy kỹ sư Dương Trung Hiếu sáng lập. Thì sau 3 ngày học mình đã rút ra được rất là nhiều bài học ý nghĩa và đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc làm video của mình hiện tại và cũng như sau này. Thì lời đầu tiên mình xin cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu, những anh chị trong học viện kiếm tiền online.com và cũng giống như xin cảm ơn những anh chị đã chia sẻ và những khách mời đã tham gia cùng với chúng em trong cái thời gian học vừa qua. Thì khóa học lý thuyết chỉ diễn ra trong 3 ngày. Tuy nhiên trong 3 ngày đó thì chúng em được tiếp thu và tiếp thu và học hỏi được rất là nhiều điều hay. Xin cảm ơn. Thì sau đây em xin cảm nhận từng phần của bài học mà anh chị và thầy đã chia sẻ. Thì ngày đầu tiên với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt tên là Giàng Mí Chứ, anh là một người dân tộc ở Hà Giang. Thì lúc anh làm YouTube cũng gặp rất là nhiều khó khăn, không được gia đình, bạn bè hay là người thân ủng hộ. Và anh không có bỏ cuộc. Thì anh là một tấm gương rất là sáng cho những người đi sau và là một cái động lực cho mình và các bạn khác noi theo để cố gắng tiếp tục hơn trên con đường làm YouTube. Thì bài học rút ra đó là hãy cố gắng và tiếp tục với đam mê của mình. Tại vì không có gì là không thể, khó khăn và lúc mà mình vượt qua khó khăn rồi thì cái sự thành công của mình nó rất là to lớn và ý nghĩa. Thì hiện tại bây giờ việc kiếm tiền online với YouTube nó cũng chưa có phổ biến nhiều đó các bạn. Cho nên là giờ ai có làm thì cũng chưa nhận được nhiều sự ủng hộ của gia đình và người thân bạn bè. Tuy nhiên đó cũng là một cái cơ hội cho những người đang làm YouTube. Tại vì chưa có nhiều người cho nên ai mà có đam mê và cố gắng có cái kế hoạch đến cùng thì sẽ nhận được những cái kết quả rất là mỹ mãn. Thì đây em cũng xin cảm ơn anh Giàng Mí Chứ đã chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái bài những trải nghiệm mà anh đã trải qua trong suốt quá trình làm YouTube. Và ngày thứ hai thì rất là may mắn khi có được sự chia sẻ và xuất hiện của thầy Dương Trung Hiếu trong thời gian là một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với khóa học và cũng đối với cảm nhận của từng người, đặc biệt là đối với bản thân của em. Thầy cũng đã giao lưu với tất cả các anh chị và các bạn trong khóa học vừa qua. Thì em cũng xin cảm ơn thầy vì những cái chia sẻ rất là chân tình. Và sau đó là tiếp theo cái sự góp mặt của thầy Dương Trung Hiếu là sự hướng dẫn rất là dễ thương và tận tình của bạn Hana. Thì bạn Hana là một bạn gái dễ thương và bạn có một cái channel, cái kênh YouTube là Nha Trang Life. Thì mình cũng thường xuyên xem kênh của các bạn. Hôm rồi thì bạn có chia sẻ về cách sử dụng điện thoại như thế nào cho hiệu quả. Thì khóa sau mình sẽ tham gia cách sử dụng điện thoại để làm YouTube cho hiệu quả. Và cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái cách mà để cầm điện thoại như thế nào để mà khi mà mình quay cho nó không bị rung và lắc và với những hình ảnh đẹp. Thì mình cũng xin cảm ơn bạn Hana. Và tiếp theo đó là sự chia sẻ rất là nhiệt tình và dễ thương của anh Phan Văn Hành. Thì anh cũng có một cái quán ăn vặt, quán kem. Thì nếu có dịp thì em sẽ về và ghé quán của anh Hành nha.
Thì anh cũng có chia sẻ cách để tùy chỉnh kênh, rồi cách thu hút người xem mới, rồi cách giữ chân người xem cũ, rồi với lại thêm vài cái tuyệt chiêu để mình có thể trang trí cái kênh của mình như thế nào cho bắt mắt. Thì em cũng xin cảm ơn anh Hành rất là nhiều, anh Hành nha. Và ngày cuối cùng, ngày thứ ba, thì rất là vui khi mà được giao lưu với chị luật sư Thu Đoàn, cũng là cùng tên cùng họ với em. Thì trong khóa học cũng có anh Đoàn Quý Lâm, rồi anh Đoàn Ngọc Trọng Tiệp, theo em nhớ không nhầm thì anh Đoàn Trọng Tiệp thì phải, và em là Đoàn Thị Tường Vi. Thì họ Đoàn của mình nó cũng không có được phổ biến lắm, tuy nhiên cái họ của mình cũng là một trong những cái họ quý phái quý tộc. Đoàn Quý Phi, Đoàn Thị Điểm cũng là một trong những người nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Thì em cũng rất là vui khi mà nghe chị luật sư Thu Đoàn. Thì kênh của chị là luật sư Thu Đoàn về về các luật của Việt Nam. Thì chị cũng có chia sẻ về cách sử dụng video nhạc rồi những hình ảnh sao cho không bị dính bản quyền, và đặc biệt là cách để chúng ta tự bảo vệ cái kênh của mình ra cái cách xét bản quyền của YouTube. Và cũng xin cảm ơn chị Ngọc Anh. Thì em cũng hiểu được cái chính sách về bản quyền ở bên Mỹ này nó cũng gắt gao hơn rất là nhiều so ở bên Việt Nam. Khi mà làm YouTube thì chúng ta phải chú ý tới việc không có đưa thông tin những cá nhân của người khác, đặc biệt là số nhà, số đường, xe, các giấy tờ cá nhân, rồi con cái của họ lúc mà mình muốn quay phim hay là mình muốn đăng một cái thông tin nào của họ thì mình phải hỏi ý kiến họ trước. Nếu mà họ nói đồng ý thì mình mới đăng, còn không thì mình không có nên đăng. Đặc biệt là lúc mà em có quay về những cái video mà ở tiệm hay là ở các cửa hàng này kia, em cũng rất là ngại, tại vì ở đó nó rất là đông người, đặc biệt nó có rất là nhiều con nít đó. Cho nên em sẽ cố gắng hơn trong cái việc quay video mà sẽ không bị dính bản quyền. Các bạn có thấy phía sau lưng của mình không, có mấy người nó đang chơi golf đó. Mình đang đứng ở gần sân golf các bạn ạ. Nắng ấm quá chang luôn ha. Mình mới nhuộm tóc á cho nên cái tóc của mình nó hơi vàng hoe chứ không phải là nó bị cháy nắng đâu nha. Mình nhuộm giờ mình mới thấy nó có màu các bạn, tại vì mấy ngày hôm trước mình nhuộm nó bị mưa cho nên nó mù á, không có ra ngồi cho nên nó không có thấy. Giờ nó lên màu rồi đó, nhìn cũng ok ha. Thì sau cái sự chia sẻ và giải đáp thắc mắc của chị Đoàn Thu thì là sự chia sẻ của em Liên Lê, người miền Tây cho nên giọng rất là dễ thương và ngọt như mía lùi. Em chia sẻ về cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa video Filmora. Thì trước mình cũng có sử dụng phần mềm, tuy nhiên mình sử dụng Camtasia, và mình sử dụng Camtasia 8 tại vì máy tính của mình không có đủ dung lượng để tải và cài đặt Camtasia chính, tại vì máy tính của mình chỉ có 32 bit thôi. Camtasia chính nó yêu cầu tới 64 bit lận các bạn. Thì em ấy có gửi cái đường link và cách hướng dẫn cái cài Camtasia Filmora, thì mình sẽ tải về và cài đặt để sử dụng thử phần mềm này xem. Mình thấy cũng khá hay đó các bạn. Thì sau cái phần chia sẻ của em Liên Lê đó là sự chia sẻ của anh Huy đẹp trai và dễ thương vui tính. Xin cảm ơn em Liên Lê nhiều nha. Và cũng cảm ơn anh Phát Huy rất là nhiều. Và chị Mai Răng nữa chứ, hai vợ chồng rất là dễ thương. Đúng là một cặp đôi hoàn hảo để tạo nên gia đình. Học viện kiếm tiền online.com, để học viện online, học viện kiếm tiền online. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì anh Phát Huy có chia sẻ cách tạo thumbnail như thế nào.
trước khi mà tham gia khóa học thì em không có để ý gì tới thumbnail hết, em cứ tải video lên xong rồi em cứ chọn cái hình ảnh nào mà phù hợp rồi em tải lên thôi, em không có chú ý tới thumbnail. Nhưng mà sau khóa học thì em có chú ý hơn, thumbnail đóng một vai trò rất là quan trọng các bạn ạ. Thì lúc mà thiết kế thumbnail thì chúng ta phải chỉnh cái gương mặt của mình như thế nào, rồi cái dòng chữ, cái hình ảnh nó ra sao để bắt mắt người xem. Thì cái thumbnail giống như là một cái diện mạo bên ngoài của mình vậy đó. Khi mà các bạn gặp một người lạ, một người mới quen thì các bạn phải ý phải thể hiện cái bên ngoài của mình như thế nào cho nó lịch sự, bắt mắt và gây cái ấn tượng tốt, thì sau đó người ta mới bắt đầu bắt chuyện và sau đó gây dựng cái mối quan hệ của mình. Thì cũng giống như thumbnail vậy đó, giờ người xem cứ gõ lên mạng cái từ khóa rồi sau đó nó hiện ra hàng loạt một loạt các video vậy đó, thì làm sao người xem họ biết được, họ chú ý được đến cái video của mình. Thì chỉ có một cách, đó là thumbnail. Thì cả thumbnail càng bắt mắt và thể hiện được cái nội dung mà người xem muốn tìm là tốt nhất. Thì em sẽ cố gắng hơn trong những cái video sau để tạo một cái thumbnail như thế nào cho thật là hay. Cảm ơn anh Huy nha. Anh Huy number one. Rồi tiếp theo đó là việc về sale, dùng những từ khóa như thế nào. Thì đây cũng là một cái cách rất là hay để mình và các bạn khác cũng có thể sale kênh của mình, tạo ra được một cái tương tác lớn đối với người xem. Tại vì người xem bây giờ sử dụng YouTube rất là nhiều, tuy nhiên người ta cũng cần phải gõ cái từ khóa đó ra, thì cái việc mà chúng ta đưa những cái từ khóa liên quan đến kênh của mình để tiếp cận cho người xem tiếp cận dễ dàng nhất, đồng thời là nếu mà những cái từ khóa của mình nó được thông dụng và phổ biến thì YouTube nó cũng sẽ giới thiệu cho những cái người xem. Khi mà họ đã một lần gõ cái từ khóa đó rồi thì những lần sau nó cũng sẽ xuất hiện những cái kênh tương tự như vậy. Thì em cũng xin cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã chia sẻ được cái kinh nghiệm quý giá này anh Huy nha. Và cuối cùng thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người sau một khóa học rất là ý nghĩa. Và tràn đầy động lực. Mặc dù cái khóa học này nó ngược giờ với em phải thức dậy sớm, tuy nhiên sau cái thời gian học rồi thì cái sự thức dậy sớm và đi ngủ trễ của em, dành thời gian cho YouTube nó không còn là gì nữa. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ kênh em trong thời gian qua. Thì đây là cảm nhận của em sau khóa học kiếm tiền online với YouTube. Thì hy vọng các bạn sẽ cố gắng thực hành và đạt được những cái mục tiêu mà các bạn đặt ra nha. Cùng nhau hỗ trợ và phát triển các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Nhớ like và ủng hộ cho kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.